giới thiệu anh em Minh Quang từ đồng hành của anh chị cùng hành trình trên truyền hôm nay. Để trước khi bắt đầu có một số lưu ý nho nhỏ dành cho anh chị là tấm vé của mình đó. Khi đi vào đây chị sẽ đi bằng thuyền, khi đi ra sẽ đi bằng xe điện, thưa anh chị cất giữ vé cẩn thận giúp em, tránh việc phải mua vé bổ sung ạ. Dạ vâng, khu văn hóa tâm linh chùa Tam Trúc thì nằm tại thị trấn Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam với tổng diện tích khoảng 5.400 ha và diện tích lớn khoảng 4.000 ha. Tại đây được các nhà phong thủy cho rằng có một thế điện linh với lưng của chùa tựa vào núi ở mặt hướng ra hồ, và xung quanh chùa là một dãy núi đá vôi hình đại ngài vô cùng vững chãi. Và khu văn hóa tâm linh chùa Tam Trúc là một địa điểm vô cùng quan trọng trong tam giác du lịch tâm linh vô cùng độc đáo ngoài miền Bắc, gồm chùa Tam Trúc, chùa Hương và chùa Bái Đính ạ. Và thêm một thông tin nữa dành cho anh chị là chùa Hương thì Hà Nội và chùa Tam Trúc ở Hà Nam. Còn nghĩ thì xa xôi nhưng trên thực tế tính theo đường chim bay thì chùa Tam Trúc chỉ cách chùa Hương khoảng 1.5 km. Chùa Hương thì nằm ở phía bên kia dãy núi ạ. Và hiện nay ở phía sau chùa Tam Trúc đang có một con đường mình làm một clip mà phát sau phải lên là YouTube tới chùa Hương cũng như là từ chùa Hương quay trở về chùa Tam Trúc làm cái video đấy. Và nơi mà quý anh chị đang di chuyển đây chính là lòng hồ Tam Trúc. Hồ Tam Trúc thì có tổng diện tích khoảng 600 ha. Và ngoài tên gọi hồ Tam Trúc, tại đây còn một tên gọi khác đó là hồ Lục Nhạn Quế Dao. Bởi vì trong lòng hồ anh chị có thể quan sát ra là trong lòng hồ có 6 ngọn núi đá vôi tựa như những chiếc chuông đang đặt úp xuống lòng hồ. Do vậy ngoài tên gọi hồ Tam Trúc, tại đây còn một tên gọi khác đó là hồ Lục Nhạn. Lục là 6, nhạc là chuông đấy. Và sau khi di chuyển trong lòng hồ Tam Trúc khoảng 7 đến 10 phút, anh chị sẽ đến địa điểm dừng chân đầu tiên đó là đình làng Tam Trúc. Đình làng Tam Trúc hiện nay thờ đại càn quốc gia Nam Hải, một vị thần cửa sông cửa biển. Khi anh chị vào với đình làng thì sẽ thấy một hình ảnh vô cùng quen thuộc đó là cây đa giếng nước sân đình. Giếng nước này được làm từ đá ong, một loại vật liệu có nhiều các vùng như sân tay ở Thạch Thất ạ. Và họ kết dính các phiến đá lại với nhau không bằng xi măng ngay vôi vựa. Họ kết dính các phiến đá ở trong giếng lại với nhau bằng cái nhựa cây và mật mía đấy. Và nước ở trong giếng thì trong xanh màu ngọc bích quanh năm. Địa điểm số 2 tại sân của đình làng hiện nay đang đặt một số các hiện vật khảo cổ trong cái quá trình nạo vét lòng hồ cũng như là tôn tạo lại khu đình làng đó. Thì các nhà khảo cổ đã tìm thấy được, có thể kể đến những cái trụ nhà bằng đá hình hoa sen, cái xà nhà bằng đá, cái đàn đá và một vài cây cọc gỗ lim. Và các nhà khoa học thì cho rằng các cái hiện vật này còn niên đại lên tới hàng ngàn năm, rơi vào những năm của nhà Tiền Lê đó, vua Lê Hoàn, vua Lê Đại Hành đó, tức khoảng những năm 980-1009 đó. Điều đó chứng minh rằng xưa kia tại đình làng đã có một công trình tâm linh vô cùng to lớn đó. Và khi anh chị vào với đình làng thì sẽ có khoảng 10 đến 15 phút để tham quan và chiêm bái tại đình làng. Sau 10 đến 15 phút anh chị quay trở lại thuyền giúp em. Thuyền mình mang hiệu là TC02, xưa thuyền nằm đầu thuyền ạ. Ý nghĩa của việc ghé thăm đình làng là gia đình mình vào đây thắp hương chiêm bái trình báo thành hoàng làng hôm nay gia đình nhà mình có mặt tại mảnh đất nơi đây ạ. Sau đây còn khoảng 3 phút nữa thuyền sẽ cập bến với địa điểm dừng chân đầu tiên. Đầu tiên em xin để một chút thời gian anh chị ngắm cảnh cũng như là chụp ảnh kỷ niệm, anh xin cảm ơn. Em xin nhắc lại anh chị sẽ có khoảng 10 đến 15 phút để tham quan và chiêm bái tại đình làng. Sau 10 đến 15 phút anh chị quay trở lại thuyền giúp em. Thuyền mình mang hiệu là TC02, xưa thuyền nằm đầu thuyền ạ. Chẳng phải quay, chẳng phải có quay được gì đâu.